Trước tiên chúng con bố chúc mừng tụi con có một cái niềm vui thật vui bữa hôm nay. Có vẻ như tụi con khó căng thẳng phải không? Chúng ta vỗ tay lên cái cần. Để có một cái trại hè nho nhỏ, đó là một cái sự cố gắng. Và từ ngày cho phó về đây thì đề xuất hầu như năm nào cũng vậy. Ta dùng cái từ ngữ bây giờ là đến hẹn lại lên, tức là cứ dịp hè thì chúng ta tề tụ ở đây. Tụi con biết rằng họ đạo mình có 900 thiếu nhi trên danh sách, chúng con ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ, một cái số lượng nhỏ, nhưng mà nó có một ý nghĩa lớn là tụi con đại diện cho thiếu nhi. Cho nên khi tụi con đại diện thì chúng ta tạm gọi đó là tạm gọi một cái từ mà có thể nó hơi quá một chút, đó là thành phần ưu tú, thành phần thiếu nhi ưu tú của giáo xứ. Mà bố thấy tụi con thành phần thiếu nhi ưu tú thì mà toàn là cái kiểu mà đau ban gì không tao gì. Mạnh dạng, vui tươi, hồn nhiên. Cho nên tụi con chắc là cái một cái điểm nữa cái chỗ này, đây là ngày vui tụi con, cho nên không phải là bố nhắc để mà buồn tụi con đâu. Cái kiểu đó là nhắc nhở, nghĩa là thầy nói với tụi con tính bơ, tụi con cứ nói chuyện hoài. Cái cuộc nói chuyện nào cũng vậy, một người nói với một người nghe. Điều đó cho thấy là tụi con không có trưởng thành lắm trong vấn đề đó. Không phải là chỉ có huynh trưởng mới biết những chuyện đó, mà tất cả tụi con đều phải biết những điều đó. Ở đây tụi con là có cũng là những thành phần là gọi là đại diện cho một tập thể thiếu nhi lớn mà, phải không? Đó, cho nên đó là những điều muốn nhắc nhở thôi. Ngày vui tụi con không có phải là cái ngày mà căng thẳng. Cô thấy tụi con căng thẳng quá, vui mà hồn nhiên vậy trời. Đó, cho nên bố chúc cho tụi con thật vui, và để cho cái niềm vui của tụi con có một cái ý nghĩa sâu xa. Thì tụi con bao giờ như thầy vừa nói đó, là chúng ta dùng cái từ, thầy dùng cái từ có thể nó hơi lớn lao một chút là thánh quá cái ngày vui của tụi con, cái buổi vui của con, nhưng mà có thể nói gọn thôi là chúng ta hướng lòng lên Chúa. Không có một cuộc vui nào mang ý nghĩa mà cái cuộc vui đó không hướng lòng về Chúa. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm bất cứ việc gì thì mình cũng làm gì? Vì xác nhất Chúa. Cái điều đó là tụi con phải làm lòng ha? Đó, cho nên bất cứ sinh hoạt nào cũng vậy. Cho nên thôi bố vắn tắt để nhường lại cái cuộc vui, những giây phút vui ngắn ngủi của tụi con trong buổi sáng hôm nay bằng cách chúng ta cùng nhau đọc kinh Vui Sự Chúa Sáng Soi, rồi chúng ta vỗ tay vui lên một cái, vui vỗ tay nồng nhiệt, nồng cháy. Chứ không phải cái kiểu như thế chết rồi. Chính ông thầy mà bố thấy, bố nhìn thấy tụi con, bố nhìn qua ông thầy, thầy còn rầu lắm chứ. Ông thầy sắp sửa là rời khỏi hội đạo chúng ta một tháng, giúp nó ngắn ngủi lắm. Nhưng mà những hình ảnh hôm nay nó là một trong những kỷ niệm nhỏ nhưng có nhiều ý nghĩa trong cái cuộc đời đi tu, trong cái cuộc đời hiến thân cho Chúa. Bây giờ tất cả chúng ta cùng đọc kinh nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Một lần nữa bố cảm ơn cha phó, cảm ơn quý thầy, cảm ơn mấy đứa con huynh trưởng và cảm ơn tất cả tụi con. Một hòa đạo nhộn nhịp vui tươi của hòa đạo đó phải là vui tươi từ cái mầm, tụi con gọi là cái gì, em là búp măng non. Búp măng non mà búp măng non phải tươi trẻ, phải sức có sức sống dâng lên. Búp măng non mà thối quá trời, búp măng non mà teo là gì còn ý nghĩa gì đó. Tụi con vỗ một tràng vỗ tay thật lớn để mở đầu luôn nha. Một
kinh doanh trong môn đồ. Nhớ con hiểu không? Con đáp lại vui tươi hai và thiếu nhi. Rồi giỏi, là thứ
hai, gia hô thiếu nhi cái con đáp lại ngoan ngoãn, thiếu nhi là phải ngoan ngoãn thân lời thầy, anh chị huy trưởng hướng dẫn mình chơi, mình nghe mình làm theo nhá. Thiếu nhi. Rồi câu thứ ba, hôm nay chúng ta chơi vui chơi sinh hoạt và có tinh thần chịu chơi. Nên cho hôn, thiếu nhi cái con đáp lại cho cha, chịu chơi. Thiếu nhi. Rồi nhớ ba câu chưa? Câu thứ nhất là vui chơi, câu thứ hai ngoan ngoãn, câu thứ ba chịu chơi. Đúng rồi, vậy ta làm lại nè. Thiếu nhi. Thiếu nhi ăn non cái con đá lại với ba câu lại nha. Vui tươi khoan khoảng chịu ra chứ nhảy lên ve thì lớn lên nha. Thử nha. Và thử nha. Và làm lại hết nè. Nào đầu tiên nè. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Thôi khởi động vậy thôi, được rồi, để các anh chị huynh trưởng lên mở màn. Mời ba anh chị huynh trưởng, mời ba anh chị huynh trưởng ở ngoài á đứng giữ cái hàng giùm. Khi mà thấy đã vượt qua được hai cái ghế thì cái người tiếp theo bên bắt đầu đi. Khi mà vượt qua hai cái ghế thì cái người tiếp theo bắt được, bắt đầu đi. Cái đội số 2 này như là không được cái nào gì nè. Rồi. Các bạn ơi, ngưng. Ngưng đi. Số banh, số bóng mà có trong cái cây, cái trụ đó thì đội nào nhiều nhất được đó thắng. Hiểu chưa? Chuẩn bị. Về chỗ,
lên con nữ. Về về về, cầm cả về, cầm cả về, cầm cả về chỗ, cầm cả về chỗ. Nhưng mà phải thấy cho nó đều nè, để ý hiểu không? Bây giờ con để chỗ đó cao vậy rồi sao nó chạy tự trên nắp xuống hạ xuống. Ừ. Được chưa? Ổn định chưa? Ổn định chưa? Chuẩn bị chưa? Ở đây sao đó, tụi con phải để từ trên những cái măng sắt. Ủa, cái chai đây đâu? Cái chai đây đâu? Đây đây, cầm chai kìa, cầm chai đây. Chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Chuẩn bị. Mấy phút? 5 phút rồi. Ừ. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Ta về đây không còn kỷ niệm nhé tôi thừa. Tôi chưa tay ta. Thẳng mới được kìa, cầm công kìa. Mình cái đầu lại không khí không nước nào vô.
đạp lên tấm bìa rồi, thấy chưa, thấy thầy đạp chưa, rồi xong rồi nó mới bước lên, mà bước lên từng người như thế này, người này kế tiếp người kia bước lên, mà bỏ đánh trống, không được chạy, không được ra ngoài sân, mà phải bước lên từng người, bước đi á, đi từng người, bước lên tấm bìa để tới á, mà qua hết nguyên một đội luôn, hiểu chưa? Chuẩn bị
mà phổi á là mình không có yêu thương người ta đó, mình không có bác ấy, người ta biết sao không, người ta hít cái bụi á. Điều bố rất là vui và bố cảm ơn ban tổ
chết hết sức là cực khổ cho tụi con. Và tụi con có thức những cái cuộc vui như vậy không? Đó, cho nên qua năm tới này, qua những cái thời gian sắp tới này, cô sẽ đề nghị cho khó thu xếp nhiều cái lần chơi gì trong cuộc chơi. Cô thấy tụi con quá nhiều lần lúng túng, là bởi vì thích quá, ít sinh hoạt quá. Rồi từ khoảng thời gian trước, khoảng thời gian trước mà thời gian nhiều, tức là giữa cái mục này nó to nó cái con mục kia, giữa cái mục kia nó cái con mục nhỏ, nó không có một cái thể hiện gì, nó làm cho mình có một cái khoảng thời gian chết, khoảng thời gian lặng nó rất là ổn, nó rất là vô nghĩa, trong khi tụi con thời gian chơi chỉ trong vòng có một buổi sáng. Thôi đây cũng là một cái niềm vui, và đây trước tiên cũng là một cái kỷ niệm của thầy cô này, thầy Sơn. Thầy Sơn là bây giờ giúp có một tháng thôi, nhưng mà cũng để lại đây một cái kỷ niệm đối với chúng con. Và 15 tháng 7 đây thầy sẽ là đạo của chúng ta, thì qua cái cuộc vui này thì con cũng có dịp nhớ đến thầy, chúng ta cho thầy một tràng pháo tay. Rồi đây là cái phần thấy là thú vị nè, các con chắc là háo hức lắm không, cái phần phát quà đó, tất cả các loại đều có quà, nhưng mà ở trong đó là như thế nào thì chia hai mới biết. Sau đây bây giờ thì xin công bố có ba giải khuyến khích. Ba giải khuyến khích. Đội 1, đội 6 và đội 5. 1, 5, 6. Giải khuyến khích. Chúng ta hoan hô cho bạn đây. Giải đó là đội gì? Các con đó cũng thật một đội biết giữ quy luật và không có chạch hàng, không có phân khó đi buông ra, không có mất trật tự nhiều, chứ không thôi là bị chịu sập luôn, nó chịu quá. Xin các anh chị trưởng bê ba phần quà. Dạ, chúng con xin mời bố để khắc quà cho các đội. Mời đội trưởng mở đội lên lãnh quà. Đội số 1. Tụi con đưa quà cho bố, đưa bố đi. Sao trời, sao? Sướng lên. Đội số 1. Chị số 1 đâu? Vỗ tay. Đội số 5. Hộp nằm nấy to quá to. Vỗ tay. Đội và cuối cùng đội số 6. Rồi, mời các anh chị. Đội đường giải ba là đội 4. Hai đội 4. Dạ, chúng con xin mời. Và đội đạt giải gì là đội số 2. Dạ, dạ xin mời cho trang giải cho bạn số 3. Đây.
rồi, đội chữ là số 2. Rồi, đội thứ nhất, đội số 2. Hạng nhất, đội số 3. Hạng 2, đội số 2. Hạng 3, đội số 4. Đội số 3. Đội hạng 3. Đội hạng 3, xin mời thầy trao cho hạng 3. Rồi. Vỗ tay. Rồi, xin mời đội số 2. Xin mời cho món trao cho đội số 2. Và cuối cùng, hạng nhất, đội số 3, xin mời bố trao. Dạ, hạng nhất. Xin chúc mừng cả 6 đội. Trời gió nắng.